Mai Phương bật khóc nức nở trong vòng tay bạn bè ngày được xuất viện. Sau gần một tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên Mai Phương đã được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú. Bác sĩ Phạm Thành Luân, trung tâm ung bướu Bệnh viện 175 cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe Mai Phương đã khá hơn rất nhiều, đã đi được và không còn khó thở như lúc mới nhập viện. Tuy nhiên, cần phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt vì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Trong ngày xuất viện sáng nay, nữ diễn viên những thiên thần áo trắng vui mừng, xúc động gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, giới văn nghệ sĩ và đặc biệt là ekip bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã tận tình giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn này. Trong buổi sáng hôm ấy, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ bệnh tình của Mai Phương hiện tại. Chân bên trái của Phương bắt đầu teo, tình trạng di căn đã vào xương. Giờ đây Phương không thể leo lên sân khấu để nhảy nhót như trước. Viện phí bây giờ không cao, nhưng nếu không đáp ứng tốt với liệu pháp điều trị thì sau này rất khó nói con số cụ thể. May mắn là Mai Phương, cô ấy không đơn độc trong hành trình chống chọi bệnh tật. Con chỉ ước mơ là mình hết bệnh ngay lập tức. Bây giờ con sống không chỉ cho con gái Lê Vi, cho gia đình mà tất cả mọi người hâm mộ, cho mọi người đã theo dõi con. Thật sự bây giờ nếu cảm ơn thì không biết cảm ơn sao cho hết, Mai Phương chia sẻ trên trang A Family. Không phủ phàng như lời đồn, đây là số tiền Phùng Ngọc Huy quyên góp cho Mai Phương. Vài ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh, diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Đứng trước sự việc này, đã có không ít khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ giữa nữ diễn viên và cha của con gái. Không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Cộng đồng mạng đã dùng rất nhiều từ ngữ dữ dội để trách móc người đàn ông này. Họ cho rằng anh là anh chàng vô tình, phũ phàng và thiếu trách nhiệm với con gái. Hay ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng, Phùng Ngọc Huy cũng không bên cạnh mẹ của con gái mình. Đứng trước sự việc này, nam ca sĩ đã lên tiếng giải bày và mong mọi người không làm những hành động gay gắt làm ảnh hưởng đến những người thân. Anh phân trần sự thật và đặc biệt hơn là cùng diễn viên Minh Luân tổ chức đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ cho Mai Phương và Lê Bình. Vào tối ngày 7 tháng 9 tại sân khấu Atigo Hải Ngoại, đêm nhạc tình nghệ sĩ đã được thực hiện đã thành công tốt đẹp. Tổng số tiền mà anh chị em nghệ sĩ quyên góp được tới thời điểm này hơn 400 triệu đồng. Được biết, Minh Luân trở về Việt Nam và anh sẽ trao tận số tiền này từ tấm lòng anh chị em nghệ sĩ cùng các mạnh thường quân đã quyên góp trong chương trình đến tận tay Lê Bình và Mai Phương. Đến thời điểm hiện tại, một tin đáng vui mừng là sức khỏe của hai nghệ sĩ đều có chuyển biến tốt rất nhiều. Họ đều được bác sĩ cho xuất viện và chỉ đến điều trị theo ngày của lịch trình. Và tế bào ung thư trong cơ thể của người yêu cũ của Phùng Ngọc Huy cũng đang teo dần và tiếp nhận thuốc khá tốt. Thông tin này đã khiến người thân và khán giả hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.